Chào mừng các em đến với tiết ôn tập đầu năm các loại hợp chất vô cơ, môn khoa học tự nhiên 9, phân môn hóa học. Về axit là hợp chất gồm có một hay nhiều nguyên tử hydro liên kết với gốc axit. Công thức hóa học chung của axit là HNX. Trong đó X là gốc axit, N là hóa trị của X. Ở đây các em lưu ý là trong hợp chất của axit thì H luôn có hóa trị là 1, nên chỉ số của H phụ thuộc vào hóa trị của gốc axit. Cô lấy ví dụ như HCl, H2SO4, vân vân. Về phân loại thì dựa vào thành phần, người ta sẽ chia axit thành hai loại, đó là axit có oxy, ví dụ H2SO3, H2SO4, vân vân, và axit không có oxy, ví dụ như HCl, H2S, vân vân. Nhưng nếu dựa vào tính chất hóa học thì người ta lại chia axit thành hai loại, đó là axit mạnh và axit yếu. Về tên gọi của axit, ở đây các em lưu ý, nếu axit không có oxy thì axit cộng với tên phi kim cộng với đuôi hydric. Cô lấy ví dụ HCl đọc là axit chlorhydric, H2S đọc là axit sulfurhydric. Với axit có oxy thì có từ axit cộng với tên phi kim cộng với đuôi X hoặc đuôi Ơ. Cô lấy ví dụ, các em thấy ở ví dụ cô đưa ra là công thức H2SO4 và H2SO3, thì trong hai công thức này đều có chứa nguyên tố lưu huỳnh. Nhưng chúng ta thấy trong công thức H2SO4 thì oxy có nhiều hơn, còn trong H2SO3 thì oxy ít hơn. Vậy với công thức H2SO4 chúng ta sẽ đọc là axit sulfuric, nhưng với công thức H2SO3 chúng ta đọc là axit sulfuro. Về tính chất hóa học của axit, thứ nhất, làm đổi màu chất chỉ thị. Khi chúng ta dùng quỳ tím thì axit làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Thứ hai, đó là axit tác dụng với kim loại tạo ra muối và giải phóng ra khí hydro, ví dụ như là kẽm phản ứng với axit chloric để tạo thành kẽm clorua và giải phóng khí hydro. Ở đây các em thấy sau phản ứng nguyên tử clo và nguyên tử hydro đều là 2, nhưng trước phản ứng chỉ có một nguyên tử ở vị trí HCl, vậy chúng ta sẽ thêm hệ số 2 đằng trước công thức HCl. Tính chất thứ ba, axit tác dụng với bazơ tạo ra muối và nước, và phản ứng này chúng ta còn gọi là phản ứng trung hòa. Ví dụ axit chloric phản ứng với đồng 2 hydroxit tạo thành đồng 2 clorua và nước. Chúng ta thấy ở sau phản ứng có 2 nguyên tử clo và 2 nguyên tử hydro, nhưng trước phản ứng ở vị trí HCl chỉ có 1 nguyên tử hydro và 1 nguyên tử clo, vậy chúng ta sẽ thêm hệ số 2 vào vị trí HCl. Khi đó, trước phản ứng lại có 4 nguyên tử hydro, nhưng sau phản ứng chỉ có 2 nguyên tử hydro ở vị trí của nước, vậy chúng ta sẽ thêm hệ số 2 ở trước công thức hóa học của nước và phương trình đã cân bằng. Tính chất thứ tư, axit tác dụng với oxit bazơ tạo ra muối và nước. Ví dụ H2SO4 phản ứng với Al2O3 tạo thành Al2SO4 tất cả 3 lần và H2O. Chúng ta nhận thấy phương trình chưa cân bằng. Thứ nhất là sau phản ứng có 3 nhóm ở SO4 có số nhóm nguyên tử là 3. Nhưng trước phản ứng thì vị trí H2O4 số nhóm nguyên tử SO4 là 1. Vậy chúng ta thấy thêm hệ số 3 đằng trước công thức của H2SO4. Lúc này số nguyên tử hydro là 6,
ở trước phản ứng, nhưng số nguyên tử hydro sau phản ứng chỉ có 2, vậy chúng ta thêm hệ số 3 đằng trước công thức của nước và phương trình đã cân bằng. Và tính chất cuối cùng của axit, đó là axit phản ứng với muối tạo ra muối và axit. Ở tính chất này, cô sẽ lấy hai ví dụ để minh họa. Thứ nhất là axit chloric phản ứng với canxi carbonat để tạo thành canxi clorua, nước và giải phóng khí CO2. Chúng ta nhận thấy ở vị trí HCl thì số nguyên tử hydro và số nguyên tử clo chưa được cân bằng. Chúng ta sẽ thêm hệ số 2 đằng trước HCl và phương trình đã cân bằng. Ví dụ thứ hai, H2SO4 phản ứng với BaCl2 tạo thành BaSO4 và HCl. Và chúng ta cũng nhận thấy trước phản ứng có hai nguyên tử H và hai nguyên tử Cl, nhưng sau phản ứng chỉ có một nguyên tử H và một nguyên tử Cl. Vậy chúng ta sẽ thêm hệ số 2 đằng trước công thức HCl và phương trình đã cân bằng. Chúng ta vào phần luyện tập. Bài số 1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra nếu có khi lần lượt cho các chất bao gồm CO2, COO, Fe2O3, Mg, BaOH 2 lần tác dụng với dung dịch axit sulfuric. Với yêu cầu của đề bài, cô hướng dẫn các em giải như sau. Ở đây chúng ta nhận thấy có 3 oxit bao gồm CO2, COO, Fe2O3, nhưng chỉ có 2 oxit phản ứng với H2SO4, đó là COO và Fe2O3, vì 2 oxit này thuộc oxit bazơ. Còn CO2 không phản ứng với H2SO4 vì CO2 thuộc oxit axit. Hai hóa chất còn lại là Mg và BaOH 2 lần có phản ứng với H2SO4. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em giải chi tiết bài này như sau. Phản ứng thứ nhất, H2SO4 tác dụng với COO. Tạo thành CuSO4 và H2O. Chúng ta nhận thấy phản ứng này đã tự cân bằng. Chúng ta vào phản ứng số 2. H2SO4 tác dụng với Fe2O3. Ở đây các em thấy rằng trong công thức của Fe2O3 thì sắt thể hiện hóa trị 3. Vậy khi phản ứng với dung dịch axit thì muối tạo thành sẽ phải là muối sắt có hóa trị 3. Và công thức chúng ta viết đó là Fe2SO4 tất cả 3 lần và nước. Chúng ta nhận thấy phương trình chưa cân bằng. Trước phản ứng ở vị trí của H2SO4 thì nhóm nguyên tử SO4 có 1, nhưng sau phản ứng ở công thức của Fe2SO4 tất cả 3 lần thì số nhóm SO4 là 3. Vậy chúng ta sẽ thêm hệ số 3 đằng trước công thức của H2SO4. Lúc này số nguyên tử H ở trong H2SO4 là 6. Ở vị trí của nước số nguyên tử H là 2. Chúng ta sẽ thêm hệ số 3 đằng trước công thức của H2O. Chúng ta kiểm tra số nguyên tử Fe và nguyên tử O còn lại thì thấy phương trình đã cân bằng. Tiếp theo, ở phản ứng số 3, H2SO4
phản ứng với Mg tạo thành, đó là MgSO4 và giải phóng ra khí hydro. Phương trình này cũng đã tự cân bằng. Phương trình số 4, H2SO4 tác dụng với BaOH tất cả 2 lần. Ở đây, axit phản ứng với bazơ sẽ tạo ra muối, đó là BaSO4. Và nước. Chúng ta nhận thấy ở phản ứng này, phương trình chưa cân bằng. Trước phản ứng, số nguyên tử H là 4. Sau phản ứng, ở vị trí của H2O, số nguyên tử H là 2. Chúng ta sẽ thêm hệ số 2 đằng trước công thức của nước. Kiểm tra số nguyên tử O, nguyên tử Ba, nhóm nguyên tử SO4, chúng ta thấy đã cân bằng. Vậy là cô đã hướng dẫn các em cách giải bài số 1. Từ bài số 1, chúng ta nhận thấy rằng ở bài này đã giúp các em củng cố các kiến thức về tính chất hóa học của axit. Ở phản ứng số 1 và phản ứng số 2, giúp các em củng cố kiến thức về axit tác dụng với oxit bazơ. Tạo thành muối và nước. Ở phản ứng số 3, giúp các em củng cố kiến thức về axit phản ứng với kim loại. Tạo thành muối và giải phóng ra khí hydro. Ở phản ứng số 4, giúp các em củng cố kiến thức về axit tác dụng với bazơ. Phản ứng này chúng ta còn gọi là phản ứng trung hòa, sẽ tạo ra muối và nước. Vậy là qua bài tập số 1, cô giáo đã giúp các em củng cố kiến thức về axit. Chúng ta vào bài tập số 2, viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có. Ở đây cô có dãy chuyển hóa gồm 5 chuyển đổi. Thứ nhất, từ SO3 chuyển sang H2SO4, từ H2SO4 chuyển sang K2SO4, từ K2SO4 chuyển sang BaSO4, từ SO3 chuyển sang BaSO4, từ H2SO4 chuyển sang Al2SO4 tất cả 3 lần. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập này như sau. Ở đây, chuyển đổi thứ nhất, từ SO3 chuyển sang H2SO4. Các em sẽ cho phản ứng với nước. Phản ứng tự cân bằng. Ở chuyển đổi số 2, từ H2SO4 chuyển sang K2SO4. Với chuyển đổi này, chúng ta có rất nhiều hóa chất để lựa chọn. Cô lấy ví dụ, nếu các em chọn là kim loại kali thì ngoài K2SO4 ra thì chất còn lại sẽ là khí hydro. Chúng ta nhận thấy sau phản ứng, ở vị trí của K2SO4, nguyên tử kali có số nguyên tử là 2. Trước phản ứng, kali có số nguyên tử là 1. Chúng ta thêm hệ số 2 đằng trước kim loại kali.
và phản ứng đã tự cân bằng, đã cân bằng. Chúng ta ví dụ thứ hai, nếu cô sử dụng không phải là kali mà là một hóa chất khác, ví dụ như là K2O, thì ngoài sản phẩm là K2SO4 ra, sản phẩm còn lại sẽ là nước. Và phản ứng này các em thấy phương trình tự cân bằng. Nếu không sử dụng là K hoặc K2O như ở trên, các em có thể chọn hóa chất khác là KOH. Thì sản phẩm ngoài K2SO4 ra, sản phẩm còn lại cũng là nước. Ở đây chúng ta cân bằng. Sau phản ứng ở vị trí K2SO4, K có số nguyên tử là 2. Trước phản ứng ở vị trí KOH, K có số nguyên tử là 1. Chúng ta thêm hệ số 2. Đằng trước KOH. Khi đó số nguyên tử H ở trước phản ứng tổng là 4. Sau phản ứng ở vị trí của nước, số nguyên tử H là 2. Chúng ta sẽ thêm hệ số 2 đằng trước công thức của nước. Kiểm tra số nguyên tử của các nguyên tố trước và sau phản ứng đã cân bằng. Vậy là với chuyển đổi thứ hai, chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta chuyển từ H2SO4 sang K2SO4. Ở đây cô đã lấy 3 ví dụ để các em có thể tham khảo và lựa chọn. Cô sang chuyển đổi thứ 3. Từ K2SO4 chuyển sang BaSO4. Với chuyển đổi này và dựa vào kiến thức các em đã học ở bài nhận biết axit sulfuric và muối sunfat, thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn muối bari clorua. Ngoài bari clorua, các em có thể chọn một số hóa chất khác, ví dụ như là BaOH 2 lần, nhưng phần này do chúng ta chưa học về tính chất hóa học của bazơ nên cô tạm thời hướng dẫn các em một cách, đó là K2SO4 phản ứng với BaCl2 tạo ra BaSO4 và KCl. Ở đây chúng ta nhận thấy số nguyên tử K và Cl trước phản ứng là 2, sau phản ứng ở vị trí KCl số nguyên tử là 1. Chúng ta thêm hệ số 2 đằng trước KCl, phản ứng sẽ cân bằng. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phản ứng chuyển đổi thứ 4. Từ SO3 chuyển sang BaSO4. Ở đây chúng ta có thể, thứ nhất các em sẽ cho phản ứng với BaO. Cách thứ nhất chúng ta cho phản ứng với BaO thì tạo ra duy nhất một muối, đó là BaSO4. Cách thứ hai, các em sẽ cho SO3 phản ứng với BaOH tất cả 2 lần. Cũng tạo ra BaSO4. Và ngoài BaSO4 ra thì sản phẩm thứ hai đó là nước. Và chúng ta nhận thấy phản ứng này cũng đã tự cân bằng. Tiếp theo, chuyển đổi số 5. Từ H2SO4 chuyển sang Al2SO4 tất cả 3 lần. Với chuyển đổi này chúng ta có rất nhiều cách lựa chọn. Nếu các em lựa chọn là nhôm, kim loại nhôm phản ứng, thì ngoài muối được tạo thành sẽ giải phóng ra khí hydro. Và chúng ta sẽ cân bằng phương trình. Trước phản ứng ở vị trí H2SO4, số nhóm nguyên tử SO4 là 1. Sau phản ứng ở vị trí của Al2SO4 tất cả 3 lần, số nhóm nguyên tử SO4 là 3. Chúng ta sẽ thêm hệ số 3 đằng trước công thức của H2SO4. Khi đó số nguyên tử H
ở vị trí H2S4 là 6. Sau phản ứng số nguyên tử H2 ở vị số nguyên tử H ở vị trí H2 là 2, chúng ta thêm hệ số 3. Số nguyên tử nhôm trước phản ứng là 1, sau phản ứng là 2, chúng ta sẽ thêm hệ số 2 đằng trước nguyên tử nhôm. Phương trình đã cân bằng. Cách thứ hai, H2SO4. Nếu cô sử dụng Al2O3 thì tạo thành đó là Al2SO4 tất cả 3 lần và nước. Tương tự như vậy chúng ta cân bằng phương trình. Thấy rằng số nhóm nguyên tử SO4 chưa cân bằng. Ở vị trí H2S4 có một nhóm nguyên tử SO4, sau phản ứng có số nhóm SO4 là 3. Chúng ta sẽ thêm hệ số 3 đằng trước công thức của H2SO4. Khi đó số nguyên tử của H trước phản ứng là 6, sau phản ứng là 2 ở vị trí của nước, chúng ta sẽ thêm hệ số 3 đằng trước công thức của nước. Kiểm tra số nguyên tử của các nguyên tố trước và sau phản ứng, chúng ta đã thấy cân bằng phương trình. Tiếp theo, nếu cô sử dụng hóa chất khác để phản ứng với H2SO4, ví dụ như là AlOH tất cả 3 lần. Thì sản phẩm cũng tạo ra tương tự là Al2SO4 tất cả 3 lần và nước. Cách cân bằng, chúng ta cũng nhận thấy số nhóm nguyên tử SO4 trước phản ứng là 1, sau phản ứng số nhóm SO4 là 3. Chúng ta sẽ thêm hệ số 3 đằng trước công thức của H2SO4. Khi đó chúng ta lại nhận thấy ở vị trí của nhôm hydroxit thì nhôm có một nguyên tử, nhưng sau phản ứng ở vị trí Al2SO4 tất cả 3 lần, nhôm có hai nguyên tử. Chúng ta sẽ thêm hệ số 2 đằng trước công thức của AlOH 3 lần. Chúng ta kiểm tra số nguyên tử H. Ở vị trí của H2SO4, số nguyên tử của H là 6. Vị trí AlOH 3 lần, số nguyên tử H cũng là 6. Vậy tổng số nguyên tử H trước phản ứng là 12. Sau phản ứng ở vị trí của nước, H mới chỉ có 2. Chúng ta sẽ thêm hệ số 6 ở đằng trước công thức của nước. Kiểm tra số nguyên tử của các nguyên tố trước và sau phản ứng đã cân bằng. Vậy là cô đã hướng dẫn các em cách viết phương trình phản ứng thực hiện chuyển đổi với 5 chuyển đổi. Nhưng trong một số chuyển đổi có rất nhiều cách lựa chọn hóa chất. Nên tùy vào việc các em lựa chọn hóa chất nào để viết đúng thì chúng ta sẽ lựa chọn. Trong viết chuyển đổi thì các em lưu ý chúng ta không phải viết như cô ở đây là cô lấy với 3 ví dụ để cho các em hiểu. Còn các em mỗi một chuyển đổi chúng ta chỉ cần viết một phương trình phản ứng để minh họa mà thôi. Cho 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong 3 dung dịch sau: axit chloric, natri clorua, axit sulfuric. Cho dụng cụ và hóa chất cần thiết, hãy nhận biết các dung dịch trên bằng phương pháp hóa học. Với bài này, các em xác định được trong 3 hóa chất chúng ta cần nhận biết có một hóa chất là muối, hai hóa chất là axit. Vậy cách nhận biết của chúng ta như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng quỳ tím. Khi dùng quỳ tím thì chúng ta thấy có một hóa chất quỳ tím không đổi màu, đó là natri clorua. Hai hóa chất làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, đó là axit sulfuric và axit chloric. Để nhận biết hai axit còn lại, chúng ta sẽ sử dụng dung dịch bari clorua. Khi nhỏ dung dịch bari clorua vào thì một hóa chất không có hiện tượng, chúng ta kết luận đó là axit chlorhydric. Và một hóa chất có kết tủa màu trắng, chúng ta sẽ xác định được đó là axit sulfuric. Và từ đây chúng ta sẽ biết được phản ứng xảy ra, đó là axit sulfuric tác dụng với bari clorua
sẽ có hiện tượng kết tủa màu trắng do bari sunfat được tạo thành. Và bari sunfat không tan trong dung dịch axit mới là axit chloric. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các bạn cách tiến hành nhận biết ba lọ hóa chất phân nhãn. Xin mời các em xem video. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành nhận biết ba lọ hóa chất mất nhãn, bao gồm natri clorua, axit sulfuric, axit chloric. Bây giờ cô sẽ đánh số thứ tự vào mỗi lọ hóa chất tương ứng. Nhỏ lần lượt từng hóa chất vào mẩu quỳ tím. Cô sẽ nhỏ hóa chất thứ nhất vào mẩu quỳ tím thứ nhất. Từ kết quả thí nghiệm, chúng ta đã thấy hai hóa chất làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Và chúng ta sẽ nhận biết được đó là hai axit, trong đó có axit chloric và axit sulfuric. Một hóa chất không làm đổi màu quỳ tím. Chúng ta kết luận đó là natri clorua. Và chúng ta sẽ tiến hành dán nhãn. Bây giờ còn hai hóa chất là axit sulfuric và axit chloric. Tiếp theo chúng ta sẽ nhận biết hai dung dịch còn lại, bao gồm axit chloric và axit sulfuric. Chúng ta sẽ trích mẫu thử ra hai ống nghiệm tương ứng và cô sẽ đánh số ở mỗi lọ hóa chất tương ứng với số của ống nghiệm. Bây giờ cô sẽ trích mẫu thử từ các lọ hóa chất tương ứng vào các ống nghiệm. Lọ số 1 vào ống nghiệm số 1. Lọ số 3 vào ống nghiệm số 3. Nhỏ vào mỗi ống nghiệm dung dịch bari clorua. Từ kết quả thí nghiệm, chúng ta quan sát vậy thì ống nghiệm số 1 không có hiện tượng
chúng ta sẽ kết luận lọ số 1 sẽ đựng hóa chất là axit clohydric. Ở ống nghiệm số 3, khi cho bari clorua vào dung dịch axit sulfuric có hiện tượng kết tủa màu trắng, chúng ta kết luận lọ số 3 có chứa dung dịch axit sulfuric. Chúng ta sẽ dán nhãn cho từng lọ hóa chất cần nhận biết. Vậy là chúng ta đã nhận biết 3 hóa chất. Lọ số 1 đựng dung dịch axit clorhydric, lọ số 2 đựng dung dịch natri clorua, lọ thứ 3 đựng dung dịch axit sulfuric loãng. Chúc các em thực hiện thí nghiệm thành công. Vừa rồi các em đã quan sát video về thí nghiệm nhận biết 3 dung dịch mất nhãn bao gồm axit clorhydric, natri clorua, axit sulfuric. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách giải chi tiết dạng bài tập này như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ nhỏ lần lượt các hóa chất cần nhận biết vào 3 mẩu giấy quỳ tím. Thấy hai hóa chất làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Chất đó là dung dịch axit sulfuric và axit clohydric. Một hóa chất không làm giấy quỳ tím chuyển màu. Chất đó là dung dịch natri clorua. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ lấy hai hóa chất bao gồm axit sulfuric, axit clohydric ra hai ống nghiệm và đánh số thứ tự tương ứng với hóa chất cần nhận biết. Sau đó nhỏ vào mỗi ống nghiệm dung dịch bari clorua. Thấy một ống nghiệm có kết tủa màu trắng, chất cần nhận biết là dung dịch axit sulfuric. Chúng ta sẽ viết phương trình hóa học. Axit sulfuric tác dụng với bari clorua tạo thành bari sulfat và axit clohydric. Ở đây chúng ta thấy rằng chất kết tủa đó chính là bari sulfat, không tan trong dung dịch axit mới là axit clohydric. Chúng ta cân bằng phương trình, thêm hệ số 2 đằng trước HCl. Một ống nghiệm không có hiện tượng, chất cần nhận biết là dung dịch axit clohydric. Và cuối cùng chúng ta sẽ dán nhãn cho từng ống nghiệm. Chúng ta vào bài số 4. Cho một khối lượng mặt sắt dư vào 50ml dung dịch axit clohydric. Phản ứng xong thu được 3,36 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. A. Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra. B. Tính khối lượng mặt sắt đã tham gia phản ứng. C. Tính nồng độ mol của dung dịch axit clohydric đã dùng. Ở đây, cho nguyên tử khối của sắt là 56, H bằng 1, Cl bằng 35,5. Trước khi chúng ta giải bài tập, cô sẽ hướng dẫn các em tóm tắt đề bài để xác định yêu cầu của đề. Chúng ta vào phần tóm tắt. Thứ nhất, đề cho chúng ta biết thể tích của dung dịch axit clohydric bằng 50ml. Thứ hai, cho chúng ta biết thể tích của khí hydro thoát ra. Ở đây khi cho sắt vào dung dịch axit clohydric thì có khí không màu thoát ra, đó chính là khí hydro. Và thể tích khí thoát ra là 3,36 lít ở điều kiện tiêu chuẩn. Yêu cầu thứ nhất, viết phương trình hóa học. Thứ hai, tính khối lượng của sắt tham gia phản ứng. Chúng ta ký hiệu là M. Thứ ba là tính nồng độ mol của HCl đã dùng.
nồng độ bon ký hiệu là CM HCl bằng hỏi chấm. Với yêu cầu của đề bài, cô sẽ hướng dẫn các em giải như sau. Thứ nhất, đề bài cho chúng ta biết thể tích của khí thoát ra là 3,36 lít. Chúng ta sẽ chuyển về số mol của khí hydro. Áp dụng công thức N bằng V của H2 chia cho 22,4. Chúng ta thay số 3,36 chia 22,4 bằng 0,15 mol. Yêu cầu ý A của bài đó là viết phương trình hóa học. Chúng ta sẽ có phương trình hóa học. Sắt tác dụng với axit chlorhydric tạo thành sắt 2 clorua. Ở đây các em chú ý, chúng ta biết rằng sắt có hai loại hóa trị, nhưng khi sắt phản ứng với dung dịch axit chlorhydric thì sắt đạt đến hóa trị 2, nên muối tạo ra sẽ là muối sắt 2 clorua và giải phóng ra khí hydro. Chúng ta cân bằng phương trình. Trước phản ứng, số nguyên tử H và nguyên tử clo là 1. Sau phản ứng, số nguyên tử clo và số nguyên tử H là 2. Chúng ta sẽ thêm hệ số 2 đằng trước công thức của HCl. Phản ứng sẽ cân bằng. Chúng ta vào ý B, đó là đi tìm khối lượng của sắt tham gia phản ứng. Ở đây, muốn đi tìm khối lượng của sắt tham gia phản ứng, chúng ta áp dụng công thức M của Fe bằng N của Fe nhân M lớn của Fe. Chúng ta nhận thấy mới biết được đề bài chúng ta chỉ biết được khối lượng mol của sắt, nhưng chưa biết được số mol của sắt bằng bao nhiêu, vậy chúng ta phải đi tìm số mol của sắt theo phương trình hóa học. Chúng ta sẽ dựa vào phương trình hóa học. Thì chúng ta sẽ tìm số mol của sắt dựa vào phương trình cùng với số mol của H2 đề bài cho. Thì thấy rằng theo phương trình, cứ một mol sắt tham gia sẽ tạo ra một mol khí hydro, tức là số mol của sắt bằng với số mol của khí hydro và bằng 0,15 mol. Từ đây các em sẽ thay số vào, số mol của sắt bằng 0,15 nhân với khối lượng mol của sắt bằng 56, kết quả bằng 8,4 gam. Chúng ta sang ý C, đó là đi tìm nồng độ mol của HCl đã dùng. Muốn đi tìm nồng độ mol của HCl, các em sẽ áp dụng công thức CM của HCl bằng N của HCl chia cho V của HCl. Nhưng chúng ta lại chưa có số mol của axit chloric, trong khi đó chúng ta đã có thể tích của axit chloric. Tuy nhiên các em lại nhìn lại đề bài. Đề bài cho chúng ta biết thể tích của HCl bằng 50 ml, nhưng muốn tính nồng độ mol thì đơn vị của thể tích HCl tham gia phải là lít, nên các em sẽ đổi 50 ml ra lít bằng 0,05 lít. Các em chú ý đến đổi đơn vị. Còn muốn đi tìm số mol của axit chloric cũng tương tự như ở ý B, chúng ta sẽ phải dựa vào phương trình hóa học cũng như là số mol của hydro thoát ra theo phương trình hóa học. Thì số mol của HCl bằng 2 lần số mol của H2. Chúng ta thay số vào, 2 nhân với 0,15 và bằng 0,3 mol.
Từ đây chúng ta sẽ có số mol của HCl bằng 0,3 chia cho thể tích của HCl là 0,05. Chúng ta có kết quả bằng 6 và đơn vị là m. Các em ở đây đơn vị có thể chúng ta đọc là 6 m hoặc là 6 mol trên lít. Vậy là cô đã hướng dẫn các em cách giải bài tập số 4.